Tại Hà Nội, sáng nay, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã tổ chức hội nghị toàn thể thường niên và hội thảo Hiệp hội các trung tâm gìn giữ hòa bình châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là AAPTC năm 2022. Dự hội nghị có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Tổ phó Tổ công tác liên ngành về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chủ đề của hội nghị năm nay là đi đầu đổi mới, hành động của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ủng hộ sáng kiến hành động vì hòa bình của Liên Hợp Quốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa bình Liên Hợp Quốc. Hội nghị AAPTC 2022 được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham gia của đại diện các cơ quan tổ chức, hiệp hội quốc tế, tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam và đại biểu 21 quốc gia thành viên và 6 nước quan sát viên, gồm các phiên họp toàn thể và phiên thảo luận nhóm. Trong đó, phiên thảo luận nhóm sẽ được chia thành hai nhóm chính là nhóm chỉ huy, tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác xây dựng nâng cao năng lực các cơ sở huấn luyện gìn giữ hòa bình, phương hướng hoạt động của Hiệp hội AAPTC và nhóm giảng viên nhằm thảo luận về nhu cầu, kế hoạch huấn luyện trong khu vực thông qua các chương trình, hoạt động hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm, trao đổi giảng viên, học viên. Hội nghị và hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 là cơ hội để các quốc gia thành viên tăng cường hợp tác, nâng cao xây dựng năng lực cho các cơ sở huấn luyện gìn giữ hòa bình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thông qua chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm, nguồn lực và phối hợp hoạt động. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AAPTC và chủ trì tổ chức hội nghị. Việc tổ chức hội nghị dưới hình thức trực tiếp sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đã khẳng định vai trò trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp thiết thực cho việc nâng cao hiệu quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của các nước thành viên trong khu vực.